Chào các bạn, hôm trước thì mình vừa gửi đến mọi người video đánh giá về chiếc Xiaomi Redmi Note 5A và hôm nay là bản nâng cấp của chiếc máy đó. Chiếc Note 5A Prime trên tay mình thì nó sẽ được nâng cấp về cái việc sử dụng con chip Qualcomm S435, dual RAM lên tới 3GB và bên cạnh đó là camera trước 16MP được hỗ trợ cảm biến vân tay. Đó thì tất cả đây là những cái điểm nâng cấp của trên chiếc Redmi Note 5A Prime. Thì mình sẽ có bài một hộp và đánh giá nhanh gửi đến các bạn. Về phần hộp máy thì chúng ta gần như là thấy không có sự khác biệt, vẫn là chữ Redmi Note 5A ở đây. Và cái điều khác biệt dẫn đến cái tên gọi khác nhau chỉ là đến từ cấu hình bên trong mà thôi. Phụ kiện bên trong thì nó cũng y hệt, chúng ta sẽ có sạc cáp thay dẫn sử dụng. Đó, tất cả đều như chiếc Redmi Note 5A. Và bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào chiếc máy này. Khi đi mua hàng ở Diện Thông Minh thì đây là một chiếc máy mới, các bạn sẽ được tự tay bóc siêu. Và mình xin phép được bóc siêu sản phẩm phía trước, cái mặt trước cũng như là mặt sau. Thì giá của chiếc Xiaomi Redmi Note 5A Prime hiện tại đang là 3.390.000. Như vậy thì nó sẽ cao hơn chiếc Note 5A thường là khoảng 700.000. Đó, nhưng chúng ta sẽ có cái sự nâng cấp rất là lớn về mặt hiệu năng cũng như về camera. Đó, thì về tổng thể thiết kế thì chúng ta vẫn thấy một sản phẩm rất là quen thuộc, giống hệt như chiếc Redmi Note 5A. Chúng ta vẫn sẽ có màn hình phía trước là 5.5 inch và sử dụng độ phân giải HD thay vì Full HD. Viên pin của chiếc máy này thì cũng được cắt giảm chỉ còn 3080 mAh. Tuy nhiên thì với một cấu hình không quá cao và cái màn hình kích thước không quá lớn thì cái thời lượng của chiếc Redmi Note 5A Prime này thì nó vẫn đáp ứng khá là tốt nhu cầu của các bạn. Nhiều khả năng thì nó sẽ không thể bằng dòng Redmi Note 4X cũng như Note 4. Tuy nhiên các bạn trải nghiệm trong thời gian khá là thoải mái với chiếc máy này. Thì mình sẽ đi sâu thiết kế một chút của chiếc Redmi Note 5A Prime. Thì so với chiếc Note 5A thường thì nó sẽ được nâng cấp bởi cảm biến vân tay một chạm ở đây và tốc độ mở khóa khá là nhanh. Thì các bạn thấy là khi mình đặt vào cái ngay lập tức đã mở khóa màn hình. Thì chiếc Note 5A của Note 5A Prime năm nay thì nó sử dụng hoàn toàn bằng chất liệu nhựa và cái chất liệu nhựa các bạn cầm trên tay thì nó giả kim loại. Đó, tuy nhiên thì cái tính sang trọng của nó sẽ không thể bằng những sản phẩm như Redmi Note 4 hay 4X được. Chúng ta vẫn sẽ có những giải nhựa ngăn cách ở trên và dưới như này. Cái cụm camera của chiếc Redmi Note 5A Prime phía sau là 13MP và một đèn flash LED. Và cái điểm nhấn chính là cái camera phía trước lên tới 16MP, một cái camera selfie với độ phân giải lớn nhất từ trước đến nay của Xiaomi. Ngoài cái việc nâng cấp về cái độ phân giải camera thì nó còn được trang bị hẳn một cái đèn flash LED. Thì các bạn có thể kích hoạt cái đèn flash LED này ở cái phần cài đặt đây. Và khi các bạn trong quá trình mà chúng ta chụp ảnh selfie thì các bạn sẽ bật trực tiếp được cái đèn này lên. Và mình đánh giá là đây là mặc dù là một sản phẩm giá rẻ chỉ hơn 3 triệu thôi, nhưng chiếc Xiaomi Redmi 5A Prime có thể nói là một trong những chiếc máy chụp ảnh selfie đẹp nhất hiện nay, với số chấm ngang bằng với những chiếc máy đến từ Oppo, mà trong khi đó giá rẻ một nửa thì chắc chắn những sản phẩm Oppo sẽ phải dè chừng. Thì nếu như bạn nào chúng ta cần lựa chọn một sản phẩm selfie đẹp thì chiếc Redmi Note 5A Prime sẽ là một lựa chọn đáng mua nhất trong tầm giá này. Mình sẽ nói kỹ hơn về cái chế độ chụp ảnh camera selfie trên chiếc Redmi Note 5A Prime này. Thì chúng ta sẽ có những cái chế độ làm đẹp. Các bạn có thể chọn chế độ ở đây là chế độ Pro hoặc chế độ Smooth. Thì với chế độ Pro thì các bạn sẽ chỉnh được chỉnh mặt V-Line này. Các bạn có thể chỉnh được cái mức độ khác nhau bằng cách kéo cái thanh trượt ở đây. Hoặc bên cạnh đó các bạn có thể chỉnh được cái làn da đó và cái màu sắc. Với cái chế độ Smooth thì mặc định nó sẽ chỉnh cho các bạn có 3 chế độ mặc định để chúng ta chỉnh nhanh. Đó thì các bạn có thể sử dụng. Ngoài ra thì nó cũng cung cấp những cái bộ lọc màu sắc ở đây thì giúp các bạn chúng ta không cần sử dụng đến những cái phần mềm thứ ba như là camera 360 mà nó hỗ trợ tất cả ở đây rồi. Các bạn chỉ điều chỉnh sao cho phù hợp là được. Và như vậy thì chiếc Redmi Note 5A Prime là một trong những sản phẩm hỗ trợ selfie rất là mạnh của Xiaomi đến thời điểm này. Còn cái camera sau thì nó không có điểm gì đặc biệt lắm. Nó vẫn giống hệt với những sản phẩm đến từ Xiaomi trước đây. Chúng ta vẫn thấy trong cái phần cài đặt thì nó cũng có những chế độ như này và chế độ menu ở đây thì các bạn chỉ chỉnh được hai thông số, đó là cân bằng trắng cũng như là chỉnh ISO. Ngoài ra chúng ta không thể chỉnh được những cái chế độ khác như là lấy nét xa gần. Quay trở lại với cái thông số kỹ thuật khác thì máy sẽ được sử dụng con chip Qualcomm S435, dual RAM là 3GB và phiên bản trên tay mình thì sẽ có bộ nhớ 32GB. Thì chiếc Note 5A Prime này nó sẽ có thêm một phiên bản bộ nhớ khác, đó là 64GB. Tuy nhiên là phiên bản đó thì hiện tại chưa về Việt Nam và chắc chắn mức giá của nó cũng sẽ cao hơn cái phiên bản 32GB này. Máy sẽ được chạy sẵn trên nền tảng MIUI 8.5 đó, và các bạn có thể update cập nhật thoải mái. Tuy nhiên thì do đây là sản phẩm mới ra mắt, vì vậy mà mới về Việt Nam thì nó sẽ chưa tiếng Việt. Tuy nhiên thì các bạn hoàn toàn có thể khắc phục được vấn đề này. Riêng Thông Minh sẽ có những bản room tiếng Việt quốc tế để giúp các bạn có thể sử dụng dễ dàng hơn. Mình có thể khẳng định là chiếc Xiaomi Redmi Note 5A Prime thì nó sẽ không dành cho những bạn nào cần một sản phẩm với cấu hình mạnh. Vì con chip Qualcomm S435 trên sản phẩm này thì so với 625 hay là Helio X20 trên Redmi Note 4 cũng như là Note 4X thì chắc chắn nó không thể bằng được rồi. Đó, cái sản phẩm này thì nó sẽ đánh mạnh vào cái vấn đề camera cũng như trải nghiệm chụp ảnh của người dùng. Với con chip Qualcomm S435 này thì nó vẫn đáp ứng cơ bản những nhu cầu sử dụng của người dùng. Điểm AnTuTu thì mình đo được khoảng tầm hơn 45.000 điểm. Nó vẫn có thể chơi mượt mà những game như Asphalt 8 hay là những game Liên Quân Mobile hiện nay. Đó, thời lượng dung lượng pin của máy thì cũng được rút gọn đi còn 3080 mAh. Đó, và màn hình thay vì Full HD nó sẽ sử dụng là HD.
Ở như vậy, trên đây thì mình vừa gửi các bạn video đánh giá nhanh về chiếc Xiaomi Redmi Note 5A Prime. Thì với cái chiếc máy này thì nếu như bạn nào cầm một sản phẩm selfie chụp ảnh đẹp thì các bạn có thể lựa chọn. Ngoài ra thì ở Diện Thông Minh đang có những sẵn những sản phẩm Xiaomi cấu hình cao như chiếc Redmi Note 4X hay Redmi Note 4 thì với con chiếc Qualcomm S625. Thì với những sản phẩm đó thì theo mình nghĩ là nếu bạn nào chơi game hoặc cần một sản phẩm với dung lượng pin cao thì các bạn có thể lựa chọn. Ngay bây giờ thì các bạn có thể qua những showroom của Diện Thông Minh trên toàn quốc để mua hàng cũng như nhận được nhiều khuyến mại hấp dẫn. Còn mình xin chào cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.